Mẹ đây. Mẹ đang ở đâu đấy ạ? Mẹ đang ở phòng khám chờ kết quả. Mẹ đang ở phòng khám ạ? Cái con bé này, mẹ nói mà con không tin à? Sức khỏe của mẹ không có vấn đề gì. Thế con nhá. Thật sự là em không muốn đi. Em xin lỗi. Mà sao anh không dẫn cái Giang đi cùng? Cũng phải để cho con bé quen dần với công việc. Cái Giang nó đi liên hoan phòng, mừng cái Duyên được ký hợp đồng dài hạn. Cái Duyên nhân viên mới mà anh tin tưởng giao cho vào dự án quan trọng, chắc là chuyên môn phải giỏi lắm nhỉ. Ngày xưa em cũng không thấy anh yêu ái Hiệp như vậy. Về độ nhiệt tình thì cái Duyên cũng không kém thằng Hiệp ngày xưa là mấy. Còn về tính cách thì tuy anh chưa tiếp xúc nhiều, nhưng hai chú cháu rất hợp nhau. Nhất là những suy nghĩ, những ý kiến tương đồng trong khi làm việc. Cảm giác thân quen. Lúc em sinh cái Giang, em nhớ có một sản phụ sinh cùng lúc với em. Không biết có phải là mẹ Duyên không nhỉ? Một ngày có bao nhiêu đứa bé sinh ra cùng một lúc, cùng một nơi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Anh thấy em không được khỏe đâu. Lên đi nghỉ đi. Bố, mẹ ạ. Bố tưởng con đi liên hoan phòng. Dạ, con gọi cho mẹ, thấy mẹ nói là qua giáo sư Danh Dũng khám lại. Con không yên tâm cho nên muốn về xem mẹ có vấn đề gì không ạ. Em đi khám, sao không nói gì với anh, để anh đưa đi. Em chỉ bị nhức đầu chút thôi, tiện đường thì ghé qua. Với lại, em thấy anh bận nên cũng không muốn làm phiền. Thế anh Dũng bảo sao? Sức khỏe của em bình thường. Mẹ, con thấy mẹ có cái gì đó không ổn ạ. Nếu mẹ có vấn đề gì thì cứ nói thẳng ra được không ạ? Mẹ ổn. Chỉ là chuyện cổ phiếu của mẹ với cô Huyền có vấn đề thôi. Nhưng mà tại sao con... Thời buổi kinh tế suy thoái, chuyện cổ phiếu sụt giảm cũng là chuyện bình thường mà. Không sao đâu con, mình cứ yên tâm nhé. Thôi, em mệt đấy, lên nghỉ đi nhé. Dạ. Bố cũng đi đây. Chào bố ạ. Đậu này ngon à? Bố ăn đi. Bố cảm ơn. Kìa, ăn đi con. Vâng ạ. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, nhắn tin đừng có gọi điện. Tôi đã gửi mẫu đi xét nghiệm, bà chị chuẩn bị sẵn tiền cho đỡ mất thời gian. Tôi biết rồi, cứ như thỏa thuận mà làm. Khi nào có kết quả thì báo tôi.